Vì sao hơn 2 năm qua, Bảo Thanh chưa đóng phim VTV mới dù đã trở lại sân khấu kịch? Bảo Thanh vốn là gương mặt được yêu thích với nhiều phim ăn khách ở VTV. Nhưng cớ sao hơn 2 năm qua, nữ diễn viên vẫn chưa có ý định trở lại màn ảnh nhỏ trong khi các dự án phim mới xuất hiện liên tục? Nhắc đến những gương mặt để lại dấu ấn mạnh mẽ của vũ trụ phim VTV, khán giả sẽ không thể quên Bảo Thanh. Chỉ cần 2 dự án Sống Chung Với Mẹ Chồng và Về Nhà Đi Con là đủ để Bảo Thanh gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, diễn xuất đa dạng. Đặc biệt là những cảnh khóc của cô luôn nhận về nhiều lời khen. Sau khi hoàn thành phim Những Ngày Không Quên vào giữa năm 2020, Bảo Thanh thông báo tạm xa rời màn ảnh nhỏ để sinh con và chăm sóc gia đình. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, từ đó đến nay đã hơn 2 năm trôi qua, cô con gái nhỏ của Bảo Thanh đã cứng cáp. Cô cũng xuất hiện trên sân khấu kịch với nhiều vở diễn nhưng vẫn chưa có kế hoạch nhận phim mới. Không ít khán giả nhắn nhủ mong Bảo Thanh sớm tái xuất vũ trụ phim VTV khi các dự án khởi động liên tục với nhiều vai diễn được xem là rất hợp với lối diễn và tính cách của Bảo Thanh. Chưa kể sắc vóc và diện mạo của nữ diễn viên còn được khen là đằm thắm hơn trước nên càng dễ hóa thân vào nhiều nhân vật đa dạng. Bản thân Bảo Thanh cũng giải thích rằng cô vẫn đang tìm kiếm kịch bản ưng ý, muốn có một nhân vật khác biệt với các vai diễn từng thể hiện chứ không muốn đóng khung bản thân vào một kiểu vai. Chính vì thế mà nữ diễn viên chưa trở lại phim trường dù khán giả chờ mong. Quả thực là 2 vai diễn mang lại tên tuổi cho Bảo Thanh ở phim Sống Chung Với Mẹ Chồng và Về Nhà Đi Con cũng có nhiều nét tương đồng, đều là những cô gái mạnh mẽ, cả tính nhưng vướng phải cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Thế nên Bảo Thanh càng cần tìm kiếm một mẫu nhân vật khác biệt đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng.